Ok, thì bây giờ để bắt đầu sử dụng cái Powditor này thì mọi người sẽ vào đây. Mọi người sẽ vào trình quảng cáo. Quản lý quảng cáo. Mọi người sẽ chọn cái tài khoản cần làm, ví dụ bây giờ tôi sẽ chọn một cái tài khoản đi. Đây bây giờ bắt đầu thì mọi người sẽ vào cái tình quản lý quảng cáo, vào chọn mục. Đây nhá, mọi người vào tình quản lý quảng cáo, vào Poditor này. Thì công cụ này thông thường thì mọi người rất là ít khi sử dụng, bởi vì nó hơi thỉnh thoảng này nó cũng dễ gây cái nhầm lẫn cho mọi người. Nhưng mà mọi người sẽ kết hợp với cái trình quảng cáo của mình. Ở đây thì tôi sẽ làm thực hiện một chiến dịch hoàn toàn bằng Powditor cho mọi người. Và cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao mà test nó nhanh đối với cái thằng sử dụng thằng Powditor này. Thì để mà sử dụng ấy thì đầu tiên mọi người sẽ vào đây, mọi người tạo bản nháp nhanh. Tôi sẽ làm từ đầu đến cuối một cái chiến dịch luôn cho mọi người xem. Thì ở đây thì tôi sẽ có như thế này. Ok. Ví dụ tôi tạo chiến dịch, ví dụ bây giờ tôi chạy cho cô em My Trân chẳng hạn. Và chạy là tương tác bài viết chẳng hạn. Tôi sẽ đây là chọn mục tiêu giống như bên ngoài chẳng hạn vậy. Thì đây có một số cái mới như là số người tiếp cận chẳng hạn này, hay là cái click web thì nó cũng đã update một số cái như là sử dụng tin nhắn nâng cao. Thì ở đây mọi người tôi sẽ chọn là cái tương tác bài viết. Tôi sẽ tạo nhóm quảng cáo mới. Ok. Đây theo thói quen của tôi thì tôi sẽ anh em My Trân. Mình sẽ chạy ví dụ cái nhóm này để nhóm test chẳng hạn, test tuổi chẳng hạn, và tôi sẽ chạy từ 18 đến 25. Và đây tôi cũng tạo quảng cáo mới luôn, Ami Trần. Tại sao tôi để tiền tố như thế này? Bởi vì là khi mà mọi người chạy quảng cáo á, thì để tiền tố thì mình sẽ quản lý nó dễ hơn. Như bây giờ đây là áo bóng đá đi, ví dụ vậy, thì tôi sẽ lưu vào bản nháp. Đấy. Thì sau khi mà làm lưu bản nháp như vậy á thì cái Powditor này nó sẽ hỏi lại là cái chiến dịch này đã ok chưa? Đã đúng chưa? Nó phải đúng em Meeton không? Mục tiêu có phải tương tác bài viết không? Thông thường thì mọi người rất là hay nhầm lẫn chỗ này là mọi người chọn click web. Đấy thì ok rồi thì các bạn thấy ở đây có cái hình cái bút chì này. Xong này các bạn khi mà thành công rồi ok rồi các bạn ấn bút chì. Đấy, sau đó các bạn chọn em My Trần. Đây là cái nhóm. Đây là 18 25 chẳng hạn. Thì tôi sẽ sửa nhóm. Sửa nhóm thì khi mà các bạn chọn một cái bất kỳ á thì cái menu ở trên này này nó mới hiện sáng lên. Tôi chọn vào đây chẳng hạn thì menu này nó bắt đầu mới sáng lên, các bạn mới thao tác được. Thì cái menu đầu tiên là cái menu sửa chữa, chỉnh sửa. Thì cái menu chỉnh sửa này các bạn có thể sử dụng cái phím tắt là Ctrl U. Đấy, các bạn không nhớ phím tắt thì các bạn ấn đây, mà không thì tôi sẽ ấn là Ctrl U thì nó ra cái bảng sửa chữa này. Ví dụ tôi test chẳng hạn, tôi sẽ test ngân sách là 20 ngàn đi. Đấy, đây tôi chọn Việt Nam chẳng hạn, ví dụ vậy. Tôi để đang để rất là rộng và tuổi đây là 18 đến 25. Đây là nam đi, áo bóng đá đi,
Dụ bây giờ tôi sở thích là bóng đá đi. Ví dụ nhá, còn các cái sở thích thì các bạn mình sẽ nói chuyện ở một buổi khác, ví dụ vậy. Cái Infa này mọi người để ý nhá, bây giờ cái quảng cáo mới thì nó không giống như cái video trước đây mà tôi đã hướng dẫn mọi người. Thì cái chỗ này thì mọi người ấn vào chỉnh sửa vị trí quảng cáo và tắt cái thằng Instagram này đi. Vì cái thằng này thì nó chỉ quảng cáo được ảnh vuông thôi. Và cái ảnh của mình thì nó không hỗ trợ, và đôi khi chạy thì nó cũng rất là tốn tiền mà nó không hiệu quả. Vì cái Instagram này thì nó chỉ phù hợp cho một số sản phẩm nhất định thôi. Instagram thì nó phù hợp cho những cái sản phẩm đối tượng trẻ và sành điệu. Nói chung là đối tượng nhà có tiền thì mọi người có thể sử dụng cái Instagram đấy để sửa chữa. Ở đây thì tôi để yên tất cả. Khi xong thì tôi bắt đầu ấn dấu cái bút gì. Và tiếp tục là tôi tích vào đây. Tôi chọn quảng cáo. Em Mỹ Tân áo bóng đá thì bắt đầu chỉnh sửa chẳng hạn, tôi ấn Ctrl U. Đấy. Và đây chọn áo bóng đá chẳng hạn. Cho tôi chọn một bài bất kỳ nhá. Đây là cái này thì nó giống như là cái bài bình thường rồi. Rồi ok. Thì bắt đầu ở đây thì bắt đầu mọi người mới thấy cái sử dụng công cụ này nó có ích như thế nào. Ví dụ như thế này. Bây giờ tôi cần cái áo bóng đá này. Bây giờ là đây là nội dung số 1, ND1. Bây giờ tôi muốn nhân ra thêm một cái nội dung nữa để mình đi test hình ảnh đấy, tức là một chiến dịch này, một nhóm và một quảng cáo này, để tôi test hình ảnh này. Thì ở đây tôi sẽ, mọi người ấn thấy mũi tên này này, thấy cái chỗ sao chép nhanh này này, hoặc mình có thể ấn là Ctrl D. Ví dụ ở đây tôi sẽ ấn là Ctrl D. Đấy, đây là nội dung 2 chẳng hạn. Thì đây chẳng hạn bài này đây là nội dung 2 chẳng hạn. Đây là nội dung 2. Đấy. 20k vẫn chạy được nhá. Mọi người thông cảm bởi vì các cái câu hỏi ở dưới đấy á, thì các cái câu hỏi ở dưới á thì nó bị một cái vấn đề, đó là nó không ấy được. Nó mình đang làm nhìn, bởi vì ở đây là mình đang mở hai cái máy tính, một cái máy tính là để nhìn các bạn hỏi và một cái máy tính là để mình thực hiện. Thì nó hơi trễ một chút, thì mọi người khi nào bây giờ thì dừng lại, làm xong thì sẽ dừng lại cho mọi người hỏi và mọi người sẽ hỏi nó dễ hơn, còn bây giờ nó hơi hơi bị khó. Thì đây mọi người, đây là mình muốn nhân bản. Ví dụ bây giờ tôi có 4 màu quảng cáo chẳng hạn, thì tôi có thể ấn Ctrl D, mình chọn hai em mình nhân bản ra tiếp, thì ở đây nó đã thành 4 màu quảng cáo rồi. Và nếu như mình sai chẳng hạn, mình có cái nút ở đây, đó nút hoàn nguyên. Đấy, vẫn chạy được. Thì ở đây ví dụ như bây giờ mà mình muốn test một nội dung nữa chẳng hạn, thì mình lại nhân Ctrl D ra. Và nếu như mọi người muốn chạy bài viết ẩn thì mọi người có thể vào đây mọi người tạo quảng cáo. Đây là bài viết ẩn chẳng hạn. Đấy, mọi người chọn một cái hình ảnh. Đây, đây là bài viết ẩn. Mọi người có thể thêm icon vào đây bình thường và mọi người có thể chạy video. Thì như vậy thì mình có thể là tạo bài viết ẩn. Ví dụ đây là mọi người sẽ thấy đây là bài viết ẩn chẳng hạn, một chẳng hạn. Bây giờ mình muốn tạo bài viết ẩn 2, mình ấn Ctrl D một lần nữa. Ví dụ bài này là bài viết ẩn 2 và chỉ việc thay nội dung thôi. Bài viết ẩn 2 thì nó là nội dung 2 rồi. Thì đây là mình đang sử dụng để mình test hai nội dung cho một cái cùng một hình ảnh. Nhưng mà nhược điểm của thằng này thì mọi người chỉ đăng được một hình ảnh hoặc là một video thôi, mọi người không 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 đăng được nhiều. Thì ví dụ bây giờ thông thường test thì sẽ test ba cái nội dung hoặc ba hình ảnh chẳng hạn. Ở đây nhá, thì mọi người thấy trên menu này sẽ có cái thêm phím xóa này này. Đây là những cái menu cơ bản của nó này, chỉnh sửa này, chỉnh sửa nhanh. Chỉnh sửa nhanh tức là tắt bật sửa tên, tìm thay thế thôi. Đây là hoàn nguyên tất cả những cái gì mà mọi người làm ở trên Poditor này này,
thì nó chỉ là bản nháp thôi. Mọi người để ý đây, nhìn đây là chữ bản nháp, bản nháp, bản nháp này đấy. Và tí cái này thì tôi sẽ nói mọi người cách mà tải lên nó như thế nào. Ví dụ ở đây mọi người thấy hai cái này nó không hay, mình xóa. Ok, và mình chạy hai thằng này thôi. Thì ví dụ như là khi mà mọi người test được cái nội dung hình ảnh xong rồi chẳng hạn, bây giờ mọi người muốn muốn nhân bản nhóm thì mọi người chỉ việc ra đây. Bây giờ mình muốn cái này chia, nó tự động chia ra nhiều độ tuổi chẳng hạn, thì mọi người thấy có cái công cụ đây này, tách đối tượng này đấy, và tôi sẽ chia ra từ 18 ở đây nó tự chia luôn này, 18, 25 này, 21 đến 26 này. Đấy, đây mình phải đánh là từ 26. Đấy, 26 đến 30 đây. Đây nhá, mọi người muốn cho nó chia mọi người tắt như thế này này. Mọi người thêm này, ấn nút thêm này. Thêm này. Thêm này, đấy nó sẽ tự chia ra ba nhóm. Và ở đây thì nó sẽ có nút hỏi này. Là mọi người tạo ngân sách mới hay là sử dụng ngân sách cũ? Bởi vì mỗi cái nhóm này tôi chỉ có 20.000 thôi. Thì ví dụ bây giờ nếu mà chia ra thì nó chỉ là 6.000 cho một nhóm. Hoặc là mình có thể tạo ngân sách mới, tức là một nhóm 20.000 và nó tự động chia ra theo ba phân khúc tuổi như này. Thì nó giúp mình test tuổi rất là nhanh. Và khi mọi người ấn đây tạo nhóm quảng cáo chẳng hạn, thì nó đã tạo ra ba nhóm quảng cáo ở đây rồi. Và mỗi nhóm quảng cáo đó sẽ có hai màu quảng cáo. Và mọi người đã có 6 màu quảng cáo ở đây. 6 màu quảng cáo cho dù là nó chung hai bài thôi. Đấy. Và nếu như mọi người muốn tăng tiền lên chẳng hạn, thì muốn tăng tiền mọi người thêm chiến dịch chẳng hạn, thì mọi người có thể ra đây. Đây là mọi người thấy ở cấp độ này, nó ba cấp độ này: chiến dịch, nhóm và quảng cáo. Ví dụ mọi người muốn nhân bản cái quảng cáo đây, nhân bản Ctrl D đấy. Ví dụ cái chiến dịch này là bây giờ mọi người đi test sở thích đi đấy, và trong này chẳng hạn đây nhá, mọi người nhìn này, bây giờ là tôi để nhân hai chiến dịch, chỉ cần ấn Ctrl D một cái thôi thì nó đã tự động nhân ra thành hai chiến dịch. Và bây giờ chiến dịch này, bây giờ tôi test sở thích chẳng hạn, thì mọi người thấy ba cái thằng này ở đây, mình có thể vào chỉnh sửa một lúc đấy. Ví dụ bây giờ tôi sẽ Ami Trần, tôi đổi tên để tránh nhầm lẫn, nếu mà mọi người làm ít thì hay nhầm lẫn lắm. Test chẳng hạn, sở thích chẳng hạn đấy. Thì ví dụ ở đây, đây là sở thích này là bóng đá đi. Rồi, sở thích này là rộng đi. Và sở thích này là thể dục cá nhân đi. Thì mọi người thấy ở đây nó có cái bút chì nhỏ nhỏ này, mọi người đổi tên chỉ việc đổi vào đây thôi. Đấy. Ví dụ bây giờ ở đây thì mình sẽ tránh nhầm lần giữa cái test tuổi và test sở thích. Thì ví dụ ở đây cái nhóm này là test bóng đá chẳng hạn, tôi sẽ ấn Ctrl U. Đây. Thì bóng đá chẳng hạn. Ví dụ bây giờ đây là bóng đá rồi, ok. Và tròn bóng đá đi. Tròn football đi. Đấy, kênh bóng đá đi, ghiền bóng đá đi. Thì khi mà mọi người đi target nào đúng hướng thì Facebook nó sẽ đề xuất đúng hướng, nhưng mà mình không thể nhập quá nhiều ở đây được. Nhập quá nhiều thì như các video trước là nói, mọi người sẽ gây cái sự sự nhầm lẫn, tức là mọi người sẽ gây cái sự lãng phí. Vì trong cái đám này này, bây giờ mọi người thấy ở đây không, ví dụ cái hội bóng đá này mọi người chỉ con chuột vào đấy, thì đây nó cái này, thằng này là 120.000 này, thằng này là 2 triệu sao này, vì nó ẩn, không bị ẩn chỗ này nó không thấy được. Thì mọi người đây đây nhá, mọi người xem này, đấy 120 triệu này, ông này là 1 triệu này. Thì mỗi cái đám này này thì mọi người sẽ chạy cái mức, tức là trong cái đó có tệp khách hàng tiềm năng và cái tệp không tiềm năng, kể cả trong này mình bán được hàng đi chăng nữa thì cũng sẽ có cái bán được có cái không, nên là mình làm sao mình giảm hao phí xuống mức thấp nhất
có thể được. Đấy, thì ví dụ như vậy thì xong rồi tôi sẽ ấn đây xong, lại xong cái thằng bóng đá. Bây giờ thằng này qua sở thích rộng chẳng hạn, tôi sẽ làm sở thích rộng. Ấn mọi người chọn này, sửa cái nào thì chọn cái đấy. Đấy, mọi người ấn Ctrl U. Đấy, ví dụ rộng, rộng thì chả liên quan đến bóng đá nữa. Ví dụ rộng chẳng hạn. Rộng thì tôi có thể dùng Audition Insight để tôi nghiên cứu xem họ thích bóng đá thì họ thích làm gì ạ. Ví dụ bây giờ đợt này đang chạy áo cưới, nó đề xuất toàn áo cưới. Ví dụ bây giờ tôi có thể dùng cái công cụ Audition Insight đi để tìm một chút, lan man một chút về target cho mọi người. Bây giờ tôi muốn tìm sở thích mà người ta rộng mà liên quan đến bóng đá. Cái này thì tôi đã làm một cái video rồi nhé. Việt Nam này đúng không? 18 đến 35 đi. Nam. Hỏi những người nam mà sở thích bóng đá thì họ thích gì? Bóng đá. Tròn football đấy. Hay là báo bóng không có đá bóng đi. Ví dụ vậy, các câu lạc bộ nữa thì mình sẽ xem là người ta thích gì ngoài bóng đá. Đấy thì cái này thì có thể là về thể thao chẳng hạn này, Sportman này, hay kênh thể thao này, hay là người ta cũng thích mô tô này. Đây là những cái mà liên quan. Đấy, ví dụ những người thích bóng đá thì cũng có thể thích Liên Minh Huyền Thoại chẳng hạn. Đấy, hay là cái cầu thủ bóng đá này đi. Thử vào đây, bây giờ sở thích là cầu thủ bóng đá đi. Đấy, thích đi Ronaldo, Messi. Ví dụ vậy nhé, còn cái này thì là chưa chắc đâu nha, không lại bảo là ví dụ đây, đây là sở thích này là đặt tên là sở thích cầu thủ đi. Ok. Và tiếp là cái sở thích này là thể dục cá nhân đi. Thì tôi việc ấn chỉnh sửa thôi. Đấy, ví dụ như thế nào? Ví dụ đây, bỏ hết cái thằng này ra. Như là đây là chăm sóc sức khỏe chẳng hạn. Đấy, thể dục sức khỏe, thể dục chẳng hạn. Thì những người đây thì cũng có thể là sử dụng áo thể thao chẳng hạn. Ví dụ đây tôi đang minh họa cho một cái sản phẩm của mọi người. Thì như thế này thì mọi người đã thấy tôi đã làm ra là hai chiến dịch, và mỗi chiến dịch là có 3 nhóm quảng cáo. Ở đây mọi người thấy 3 nhóm quảng cáo này, và nó có 12 màu quảng cáo, rất là nhanh so với mọi người tạo ra như vậy nữa. Thì mọi người có ở đây một cái mọi người có để ý không, đó là khi mà mọi người cái nhóm cái chiến dịch test sở thích này chẳng hạn đúng không, thì ba cái độ tuổi này mọi người kiểm tra lại nhé. Thì mọi người thấy cái độ tuổi này nó từ 18 đến 25. Bây giờ tôi muốn chỉnh hết, bởi vì chỉnh hết là mình bây giờ mình đang đi test sở thích mà, nhưng mình cái tuổi mình có thể để rộng ra một chút, hoặc là mình muốn đổi tuổi thì mình có thể đổi đồng lúc ba cái thằng này. Đây mọi người red độ tuổi, ví dụ độ tuổi là từ 25 đi đến 35 chẳng hạn, ví dụ vậy, đến 30 chẳng hạn. Ok. Và ba thằng này mà nếu mà tất cả đều chạy ít tiền quá, mình có thể bơm tiền lên một lúc. Nhưng bây giờ mình không phải chạy 20 nữa mà mình chạy 25 ngàn đi. Ok, mình ấn dấu bút chì là xong. Vậy là mọi người đã bơm được cái tiền này lên. Nhưng mà cái poster này, ví dụ bây giờ mọi người làm xong cái này rồi này, thì mọi người phải ấn xem lại thay đổi ở đây. Mọi người lưu ý nhé, không chỉ mãi mãi nó chỉ là bản nháp thôi. Kể cả bây giờ mọi người mà tắt máy tính đi, thì mọi người bật lại thì nó vẫn còn nguyên thế này. Thì muốn thay đổi thì bây giờ mọi người phải ấn nút màu xanh này, xem lại thay đổi ở đây, ấn vào đấy. Và mọi người thấy này, nó sẽ tạo ra hai chiến dịch này và 6 nhóm quảng cáo và 12 quảng cáo.
rất là tiện cho chúng ta. Và chúng ta chỉ cần ấn tiếp tục thì nó sẽ tải lên cái này cho mọi người. Ấn tiếp tục thì tải lên. Thì nếu mà không ấn tiếp tục ấy thì mình sẽ hủy bỏ thay đổi này. Nó sẽ mất trắng. Và nó không lên cái gì nữa. Thì khi mà nó bị như thế này á thì mọi người để ý là mọi người đang đang set hai cái lọc này này. Thì mọi người xóa hai cái lọc đi. Đó. Thì cái này nó hơi khó hiểu. Bây giờ tôi sẽ làm trên một cái chiến dịch cũ. Ví dụ bây giờ tôi muốn bơm tiền hay tôi muốn chỉnh sửa tên tên cái thằng này chẳng hạn. Ví dụ bây giờ tôi muốn thằng này đi. Tôi muốn chạy cái thằng một cái thằng này. Tên chiến dịch. Đây, ví dụ bây giờ tôi sẽ test cái ông này chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn bơm tiền cho cái ông này chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ chọn một trong những cái sở thích đây mọi người thấy nhá. Ví dụ bây giờ tôi sẽ chọn cái sở thích bơm một chẳng hạn. Thì mọi người ở đây mọi người có này, một chiến dịch này, một nhóm này và một mẫu quảng cáo. Thì bây giờ nếu mà mọi người chạy tốt chẳng hạn, mọi người muốn bơm tiền đi đúng không? Thì mọi người phải nhân nhân có thể mọi người nhân chiến dịch lên. Thì làm sao mà để nhân chiến dịch lên được? Thì mọi người chỉ có việc ở đây. Bây giờ tôi thấy cái nhóm này sở thích này, bơm một này rất là tốt này, chiến dịch này rất tốt này. Thì tôi chỉ việc ấn tôi chọn vào chiến dịch và tôi ấn Ctrl D. Ctrl D nhé cả nhà nhé, ấn tật mất phím. Đây ví dụ bơm này, bơm 2 đi. Bơm 2 đi. Đấy. Thì tất nhiên là nó sẽ nhân nhân tiền lên trong này. Đây. Ví dụ đây là chạy 130 thì nó sẽ nhân lên nữa. Nhân tiền lên. Và đây là chạy đang 260 chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình nhân một nhóm nó ít tiền thôi, mọi người ấn vào nút nhóm này. Chỉnh sửa này. Bây giờ tôi chạy là 50 ngàn thôi. Đấy, và bây giờ tôi sẽ nhân lên nhiều nhóm, nhiều chiến dịch. Ctrl D tiếp này. Đấy, Ctrl D tiếp này. Thì mọi người mà bơm tiền như thế này á thì nó ít bị chết. Bơm nhiều, như một chiến dịch mỗi cái là ít ít tiền, ít tiền. Đấy thì mọi người bơm như thế này thì nó ít bị chết. Đấy. Hoặc là bây giờ nếu mà mọi người cái chiến dịch bơm một này chẳng hạn đúng không? Sau khi mọi người chạy chẳng hạn. À, bây giờ mình sẽ hủy nhá, hủy hủy lại hoàn nguyên lại cái bốn cái thằng này nhá, năm thằng này này, một. Ủa rồi. Chết rồi. Bây giờ tôi hủy mấy nhóm này chẳng hạn. Đây, bỏ thằng này lại. Xóa đi. Dụ bây giờ mọi người thấy là mọi người sẽ có một chiến dịch này. Trong chiến dịch này có một nhóm này. Bây giờ cái nhóm này mình chạy đang mình thấy nó bây giờ mình mọi người có thể test nhiều nhóm. Và mọi người muốn bơm tiền chẳng hạn. Chẳng hạn thì mọi người có thể cần hoặc là mọi người chỉnh sửa mình có thể ấn Ctrl U. Để mọi người bơm tiền. Ví dụ bây giờ điều chỉnh ngân sách lên 30% chẳng hạn. Ok, đồng ý. Ấn đây thì xong. Thì nó là cập nhật và bây giờ mọi người ấn lại thay đổi. Thì mọi người sẽ thấy một cái nhóm này đã cập nhật rồi. Hoặc là bây giờ mọi người muốn nhân bản thành nhiều nhóm để đi test chẳng hạn thì mọi người cứ việc Ctrl D này như cái kia. Ctrl D. Ctrl D. Đấy, và sửa từng nhóm một. Đấy. Ví dụ nhóm này chẳng hạn, nhóm này sẽ là độ tuổi chẳng hạn. Tuổi từ 18 đến 25. Nhóm này là từ 26 đến 30. Và nhóm này chẳng hạn. Nó sẽ từ
31 đến 35. Đấy thì mọi người bây giờ mọi người lại mình lại vào sửa lần lượt. Ở đây đúng không? Tuổi 31, 35. Ctrl U. Rồi đây, 31 đến 35. Đây chẳng hạn. 31 đến 35. Ok. Tiếp nhóm thứ hai. Tích vào đây. Ctrl U tiếp. 26 đến 30 chẳng hạn. Rồi. Tiếp cái này là 18 đến 25 chẳng hạn. Tám đến 25. Đấy, vậy thì mọi người đã tạo ra ba nhóm rất là nhanh với cái công cụ Auditor này. Thì ở cái chỗ này á thì mọi người thấy nó khó ở chỗ nào, mọi người vướng ở chỗ nào thì mọi người đặt câu hỏi thì mình sẽ giải đáp cho mọi người. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người xuất nhập hàng loạt quảng cáo. Ví dụ bây giờ mình có rất là nhiều chiến dịch đang chạy ở một cái tài khoản chẳng hạn mà nó bị khóa, thì Poster này cũng chính là cái công cụ để giúp mọi người xuất hàng loạt quảng cáo từ cái tài khoản này sang một cái tài khoản khác, chứ không mọi người không phải đi xét 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 từng cái nữa, nó mất rất là nhiều thời gian. Rồi bây giờ mọi người đặt cái câu hỏi về cái đoạn mà mọi người thấy nó khó hiểu đi. Vì có lẽ mình làm quen rồi thì có thể làm hơi nhanh, nhưng mà cái này thì có độ trễ nó lớn nên là hơi khó tương tác với mọi người một chút. Nếu mà mọi người mà không có cái câu hỏi thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cái cách mà xuất quảng cáo hàng loạt sang một cái tài khoản mới nha. Bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cách xuất tài khoản quảng cáo hàng loạt sang một cái tài khoản mới. Ở đây thì mình sẽ làm như thế này. Ví dụ bây giờ mình có đây nhá, hủy bỏ thay đổi nhá. Mọi người luôn nhớ Poditor này khi nào phải xem lại, bởi vì thằng Poditor này có một cái nhược á là nó nhiều khi nó hay bị lỗi. Ví dụ trình duyệt của mọi người bị lỗi á thì nó không lỗi. Rất là nhiều lần khi mình xem lại thay đổi mình tải lên này này, mình tiếp tục này thì nó không lên. Nên là khi mọi người tải lên á thì phải qua trình quảng cáo cơ bản kia. Mọi người xem nó đã lên hay chưa. Với lại là cái trình quảng cáo cơ bản thì mọi người dùng để quản lý. Còn cái thằng này thì mọi người dùng để làm việc thì nó tốt hơn. Còn thằng này rất là khó nhìn. Bây giờ mình sẽ hủy lại thay đổi chẳng hạn. Bây giờ ví dụ tôi sẽ có nhu cầu, tôi đang chạy cái Mi Trân này chẳng hạn, có 1 2 3 4 5 cái chiến dịch. 5 cái chiến dịch này. Bây giờ tôi muốn chuyển sang một cái tài khoản mới thì làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau, mọi người thấy ở đây này. Mọi người thấy cái chữ xuất nhập này. Vào đây. Chọn xuất mục đã chọn. Nó sẽ xuất ra. Và nó sẽ mọi người hiển thị trong thư mục này. Thì mọi người thấy đây là cái file này này đây. 25 tháng 10 đây chẳng hạn. 22 giờ 34. Thì bây giờ làm sao mà để sang tài khoản mới thì mọi người chỉ việc chọn tài khoản mới. Đây là tài khoản mới. Nó có 1 2 3 4 chiến dịch. Thì bắt đầu mọi người cùng vào cái nút đấy. Xuất nhập. Chọn nhập hàng loạt mẫu quảng cáo. Mọi người chọn tệp. Mọi người chọn tất cả tệp tin thì nó mới lên nhé. Thì mọi người thấy ở đây. Đây là cái file mình cần. À. Nếu mà mọi người ấn chọn nhập thế này này. Bây giờ nếu mọi người chọn trong file mọi người nhập thế này này thì chắc chắn là nó sẽ bị lỗi.
Đây mọi người thấy này, nó nhập được 5 chiến dịch thôi và 15 nhóm, và nó bị lỗi 26 nhóm quảng cáo đóng chẳng hạn. Đây nhá, mọi người muốn muốn biết nó được hay không, đây thì nó không lên được. Thì bây giờ để làm sao mà nó lên, thì bây giờ cái file này này mọi người phải mở nó ra. Đây, sau đó là mọi người xóa cái thằng này đi, xóa đây này, xóa cái tên chiến dịch này, xóa tiếp là xóa cái AD set ID này. Tiếp nữa là cái thời gian bắt đầu này mình cũng xóa luôn. Xóa hoặc là bắt đầu hạn ngày hôm nay cũng được đi. 25 tháng 11 này. Lúc bây giờ là 10 giờ 55 này. Đây. Và cái cột P này này mọi người cũng đổi về một số tiền luôn. Chung một số tiền. Tiếp là mọi người xóa cột này. Cột đây mọi người nhé, cột DD đây mọi người này. DD đây này. Đây. Bởi vì là mỗi tài khoản thì nó sẽ có một cái số nó khác nhau. Đâm ra mọi người phải xóa. Đấy, xóa sạch. Ok. Mọi người sẽ xóa này, nhớ này, cột A này. Tất nhiên nó không đúng theo cái số cột đâu nên là mình không nói số cột, bởi vì nó sẽ không đúng theo cái số cột được. Bởi vì ngày xưa mình để ý là cái cột nó khác nhau nhưng mà nó sẽ tương tự, nó như thế này. Nha, thì mọi người sau khi mọi người sửa xong thì bây giờ mọi người ấn lưu server lại, nó hỏi kệ nó, mọi người thoát nó ra xong, thoát cái lần hai này không cần lưu cũng được. Và bây giờ mọi người tải lên, mọi người chọn xuất nhập này, chọn nhập hàng loạt này, chọn tệp, chọn tất cả tệp, chọn thằng này, mọi người nhập lên. Ồ, lỗi không nhập được à? Nó báo, ví dụ bây giờ mọi người thấy báo đây này là cái nhóm quảng cáo. Nhóm quảng cáo là dữ liệu không thống nhất AD set start này. Thì mọi người sẽ sửa lại. À, do đây này mọi người nhé, mọi người giữ phím control nhé. Đây. Đã, nó báo lỗi gì thì mọi người sửa lỗi đấy. Đây mọi người xem nó báo lỗi này. AD là lỗi là 1. Tiếp tục là AD cái này cũng lỗi. 14, 15, 16. Mình xem lỗi đó lỗi gì thì mình sửa lại. Nó nằm phía sau này mọi người này. Đây, ví dụ nó báo lỗi ở đây đúng không? Đấy, cho vài hết đi. Rồi, mọi người ấn căn Saver. Ok luôn. Bây giờ mình thử tải lại xem nhá. Đây là nó tải lên các nhóm được rồi nhưng mà nó bị lỗi này. Mình sẽ xóa. Mình sẽ tải lại, nhập hàng loạt quảng cáo, chọn tệp, tất cả tệp,
Hy vọng lần này là hết lỗi. Vẫn bị lỗi. Nó bảo là ngày giờ không hợp lệ à? Thôi mình xóa cái ngày giờ này đi. Chắc nó không hợp với quy tắc của nó. Cho nốt cái ngày giờ này thử xem nhé. Rồi. Nhập. Ok, mọi người thấy không? Đã thành công. Rất là vất vả. Chiến dịch 15, nhóm quảng cáo 24. Thì cái này mà nếu mọi người tải lên nó báo lỗi gì thì tắt lỗi đấy nhé. Bởi vì ngày xưa thì mình có nói theo cột, nhưng mà mình nhận ra là theo cột nó không được đúng. Thì mọi người sẽ tắt những cái này này. Mọi người sẽ tắt cái này là một này. Cái tên cái số ID chiến dịch là một này, ID chiến dịch này, nhớ ID chiến dịch này. Thứ hai là cái thời gian chạy start đây, mày có thể xóa hết đi cột N này, có thể cột N nhưng mà đôi khi mọi người khác thì lại cột khác, đó là cột N cũng tắt này. Cái ngân sách cũng để cùng một ngân sách này, kéo cho nó cùng một ngân sách hết này. Cái có một cái nữa mọi người phải xóa, đó là cái số ID của cái mẫu quảng cáo đây mọi người này, ở đây là cột DD này, mọi người xóa này. Và cái cột trạng thái chẳng hạn thì mọi người để cùng nhau hết nhá, kích hoạt hết thì nó mới lên. Đấy. Rồi. Ok. Thì đoạn này mọi người làm được chưa? Không nhìn thấy. Tí nữa thì thôi để tí nữa mình là làm ra những cái cột cần xóa cho mọi người. Cho mọi người dễ hình dung. Tại vì nó bị trễ là mình không biết nó lỗi ở đoạn nào cả. À không, đúng rồi. À xin lỗi mọi người nhá, tại vì không thấy bảng đúng không? Bởi vì cái là được rồi, mọi người chờ chút để bật bật cái bảng lên nhá. Sorry mọi người. Mày nói quá lại không để ý bảng. Bởi vì bảng thì nó phải dùng, mình phải thêm cái vào cái livestream. Ok, mọi người thấy cái bảng chưa? Sorry cả nhà. Mọi người thấy bảng chưa? Đấy nhá, bây giờ cái bảng này này thì mọi người xóa những cái cột sau này. À đây là bây giờ mình sẽ tải về một cái bảng mới cho mọi người dễ hình dung nhá. Bây giờ sẽ tải về lại một cái bảng mới, bảng nguyên này. Bây giờ ví dụ ở bên bây giờ sẽ tải một cái bảng nguyên y nguyên cho mọi người nhá. Ví dụ tài khoản này đi. Được rồi, lấy tài khoản này, xuất tài khoản này luôn. Mọi người thấy đây là năm chiến dịch này thì mọi người sẽ xuất ra này, xuất mục đã chọn này, có thể xuất tất cả được đấy. Thì sau đó mọi người sẽ mở bảng lên,
Ok, mọi người thấy bảng rồi đúng không? Tô màu cột cần xóa. Được rồi, ok anh. Thì cái cột này này nó không thống nhất. Ví dụ bây giờ em sẽ tô màu những cái cột cần xóa này. Đây nhá, đây là cột cần xóa này. Tiếp này. Cột thứ nhất là cái tên chiến dịch. Cái số ID của chiến dịch. Cột thứ hai là cái cột G này này. Cái cột có thể nhảy nhảy nhá, nhưng mà mọi người phải nhớ tên. Đấy, nền vàng chữ đỏ luôn nha mọi người. Cột tiếp theo là cột này này. Cột N này mọi người này. Đấy. Mọi người để cho nó trùng nhau hết luôn. Đấy. Nền vàng chữ đỏ này. Tiếp này. Tiếp mọi người đến cái cột này. Cột DD này mọi người này. DD nhá. Nền vàng này, chữ đỏ luôn nhau cả nhà này. Đấy. Cột này thì để nếu nó không đồng nhất là phải làm cho nó đồng nhất này, advise là advise hết này. Đấy nhá, mọi người thấy đây này. Vậy là thấy mình sẽ có này. Một cột này. Hai cột này. Đấy, cột P này thì mọi người cũng phải đồng nhất nó luôn này. Chỗ đây là đang 20.000 hết này. Thì làm cho nó đồng nhất là 20.000 hết này, không nó không bị lỗi này. Cột thời gian này cũng làm cho nó đồng nhất này. Cột này thì mình xóa đi này. AD set xóa đi. Cái này xóa đi. Đấy. Cột này thì để đồng nhất số tiền. Cột này mọi người cũng xóa đi. Xóa sạch luôn. Còn cái cột này mọi người nhá. Cột này nếu mà nó không đồng nhất với nhau này, cái thì advise, cái thì dừng, cái advise, cái dừng thì mọi người cũng phải sửa cho nó lại. Cho nó đồng nhất với nhau luôn, kéo cho nó đồng nhất hết luôn. Sau đó là mình sẽ lưu lại. Thì nó sẽ hỏi chẳng hạn là ok, bạn có đồng ý lưu không? Nó khác định dạng thì lưu. Sau khi mọi người thoát ấy, thì nó hỏi một lần nữa thì không cần lưu nữa. Thì bây giờ mọi người sẽ tải lên. Ví dụ bây giờ mình sẽ qua một cái tài khoản mới. Ví dụ qua cái tài khoản Lộc Hoàng đi. Ví dụ đây là cái tài khoản Lộc Hoàng thì nó đang có 12 chiến dịch chẳng hạn đúng không? Thì mọi người sẽ tải lên này. Xuất nhập này. Chọn nhập hàng loạt quảng cáo này. Chọn tệp. Chọn cái mình đã sửa rồi. Mọi người chọn là tất cả tệp tin ấy, nó mới hiển thị lên được. Và mình chọn cái tệp mới này. Sau đó mình sẽ ấn nhập. Đây mọi người thấy nó đã tải lên thành công này. 14 chiến dịch, 10 nhóm và 10 màu quảng cáo đã được tải lên thành công. Excel đây nha mọi người nhé, Excel này này. Excel này mở một lần rồi là lên nó hết. Đây Excel này, nếu mà theo bình thường thì mọi người xóa cột A này,
cột J này, cột N này làm đồng nhất này, cột P này làm giống nhau hết này, nếu nó khác nhau thì làm nó giống nhau hết. Tiếp theo đằng sau này thì có mấy cột nữa, đây là cùng chính là mọi người làm nhiều nhóm nhiều chiến dịch luôn đấy, tất cả thông số của quảng cáo mình xét thì nó nằm ở đây hết đấy. Đây cột cột DD nhé mọi người nhé, DD này cũng xóa này, DD là cái ID ấy. Và cột DE này thì làm cho nó giống nhau hết. Rồi, ok. Lần này mọi người có thắc mắc gì nữa không? Mọi người làm được hết chưa? Có vướng chỗ nào không? Ok, cái video này sẽ lưu lại, mọi người chia sẻ hết lên tường là nó nằm ở tường mọi người luôn đấy. Nó tự động nó lưu và sẽ xuất video cái này để quay lại để xuất video cho mọi người. Mọi người có cái câu hỏi gì nữa không? Có câu hỏi thì comment bên dưới nhé. Rồi, ok, mọi người có câu hỏi gì nữa không nào? Bởi vì câu hỏi này giờ mọi người đặt ở dưới thì bây giờ hơi hơi không 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 thấy được cái comment của mọi người. Ok, cái video này anh sẽ lưu lại. Thì có thể thì nó hơi nhanh một chút bởi vì là có lẽ là đôi khi làm hơi 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 ẩu một chút. Ok mọi người. Vậy thì chúc mọi người làm tốt nhá. Thì buổi livestream xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thì mọi cái vấn đề mà mọi người thắc mắc về Poditor chẳng hạn thì mọi người có thể comment ở dưới hoặc mọi người có thể đăng lên nhóm. Còn hạn chế inbox. Vì inbox thì một ngày mọi người nhận được quá nhiều inbox nên đâm ra là đôi khi không 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 trả lời hay là không không thể xử lý hết cái inbox cho mọi người được, nên là mong mọi người là thông cảm cái chuyện inbox. Thì chào mọi người, thì mình sẽ cố gắng hàng tuần sẽ tổ chức một cái chủ đề để livestream cho mọi người, hoặc là mình sẽ tổ chức webinar. Mình thấy thì webinar thì nó ổn hơn bởi vì cái tương tác nó nhanh hơn, mà còn cái livestream thì nó mọi người dễ tham gia nhưng mà độ trễ nhiều quá. Thì mọi người mà muốn cái chủ đề tiếp theo thì mọi người có thể là vào group group đây học quảng cáo, học quảng cáo Facebook online, mọi người đánh tên học quảng cáo Facebook online và mọi người có thể đăng bài lên đây thì mình sẽ xử lý cho mọi người. Chào tất cả mọi người. Chúc mọi người chạy quảng cáo ngày càng tốt. Cái video thì sẽ được lưu lại, mọi người chỉ việc chia sẻ cái video này lên tường thôi thì mọi người sẽ xem được luôn. Bởi vì hệ Facebook thì nó tự động nó lưu lại, mình đã cài đặt cho nó tự động lưu lại rồi. Mà cần thiết thì mình sẽ up video lên YouTube nữa, mình đã có quay lại màn hình. Chào cả nhà nhé. Sau đây những ai mà không nghe được vì giật hay lag hay Excel nhá, thì vì lần đầu livestream nên là không tránh khỏi sai sót được. Chào cả nhà.